Ok, móc cho lên nấu cho ông. Tôi đi nhà thờ ra 11 giờ ông chưa đi chợ nữa. Ê, có mày vậy sẽ làm cho nhìn. Mà lên đầu xe, ông đầu xe số mà cái đường anh ăn số sung phu á, ông nói đi chợ phía sông rồi mới lồ bò tiếp mà thật thương trời đi nấy nhớ thương. Tôi nói thôi sướng cho anh nhớ anh nhìn và anh nhìn về. Mời anh ngồi với chồng hôm nay giờ rồi mình sẽ đi chợ anh nhắc em. Hai đứa mình thức trắng đêm nào. Quá chở nó về nhà rồi, mua rồi, mua mình đem lại nữa.